là nhà mình có ai một tay sẽ thơm mùi thơm của đây, thơm thảo mà. Em mời nhà mình hút nhẹ một chút, hút nhẹ một chút để cảm được cái mùi thơm rất là đặc biệt của cây thơm thảo đấy. Rosemary. Nấm này thì rất tốt cho sức khỏe, tốt cho tim mạch, có hàm lượng chất chống oxy cao. Dạ. Dạ, nhà mình có muốn chụp những cái bông gòn. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Đây là bông gòn thì được là phế phụ của ngành công nghiệp bông sợi. Dạ. Còn bên này là bã mía là phế phụ của ngành công nghiệp mía đường. Dạ, còn đây là mùn cưa cao su là phế phụ của ngành công nghiệp cao su. Dạ, mình sẽ trộn. Dạ đúng rồi. Tất cả các phế phụ này nếu mà ngoài thị trường mình sẽ mất thời gian tiền bạc để mình tái chế lại. Nhưng ở đây mình sẽ thu gom những cái phế phụ đấy lại và mình trộn ba cái nguyên liệu này với nhau. Sau đó ủ theo công nghệ lên men của Nhật Bản trong vòng 45 đến 60 ngày thì nó sẽ ra một cái loại giá thể hoai mục tựa như cái lớp mùn tự nhiên ở trên rừng ấy. Tại vì mọi người đã biết thì nấm thì sinh sôi phát triển tốt nhất ở trên rừng. Ở đây thì đã cố gắng tạo ra cái thức ăn mà nấm thích ăn nhất cũng như là cái điều kiện tự nhiên để cho nấm sinh sôi phát triển được tốt nhất. Đã. Sau khi mà mình trộn và lên men thì nó sẽ ra một cái loại từ chuyên ngành là giá thể. Đã. Mình có giá thể rồi thì mình kết hợp với giống nấm. Đã. Mình kết hợp với giống nấm. Sau đó kết hợp với giống nấm trong khoảng 30 đến 45 ngày thì sợi nấm bắt đầu hình thành và phát triển. Thì trong quá trình hình thành sợi nấm thì nó sẽ diễn ra quá trình hô hấp. Và quá trình hô hấp sẽ làm hút chặt cái túi vali lông này lại. Đó, thế mọi người thấy vali lông dính chặt là do quá trình hô hấp trong quá trình hình thành sợi nấm. Sau đó thì các kỹ thuật viên sẽ tiến hành rạch bốn góc cơn sứng. Ở đây là bạn này là bạn đi, sức mạnh của bạn đi mạnh quá, bạn đi tỏi ra. Nhưng thực ra là chỉ có bốn góc như thế này thôi. Đó, bốn góc cân xứng như thế này. Thì sau khi rạch khoảng 5 đến 7 ngày thì các bạn nấm nhỏ bắt đầu mọc ra. Và sau khoảng 4 đến 5 ngày thì nấm có thể thu hoạch được. Đó, như thế này là đến khoảng ngày thứ 5 rồi là mình có thể thu hoạch được giống. Dạ. Các giống nấm ở đây thì đến từ 3 nguồn chính. Thứ nhất là viện nghiên cứu trong nước, thứ hai viện nghiên cứu từ thế giới, thứ ba là các giống nấm bản địa tại tỉnh Lâm Đồng. Các giống nấm bản địa này thì đều được các nhà khoa học lên trên rừng lấy mẫu mang về, và các mẫu này là mẫu thuần tự nhiên không biến đổi gen và thuộc bản quyền của các nhà khoa học. Dạ. Nấm này thì nấm tú chân đến từ Nhật Bản. Dạ. Dạ. Notaki cũng đến từ Nhật Bản. Dạ. Nấm này là nấm bà ngư đuôi phượng đến từ viện nghiên cứu trong nước là từ Việt Nam. Dạ. Có cái nấm màu hồng rất xinh. Yeah. Còn cái nấm màu vàng này là hoàng kim đến từ châu Âu. Hoàng kim. Hoàng. Cái này mới thấy. Dạ, cái này mới thấy đúng không? Đây là hoàng kim châu Âu. Dạ, hoàng kim châu Âu. Còn cái này đây là đến hồng, từ Ý, hồng ngọc đến từ Ý. Hồng ngọc. So this one from Italy. Yeah. Nhưng cái this one from Europe. Ok. Giống như cây sen hồ vậy á. Ừ. Hút hết chất dinh dưỡng rồi, còn bã nấm. Bã nấm này thì mình ủ với phân vi sinh gốc Nhật trong khoảng 45 đến 60 ngày thì mình sẽ ra một loại phân bón như thế này. Đó, phân bón này thì có hàm lượng đạm cao gấp 1,6 lần phân bón nguyên chất, rất tốt cho cây trồng. Thì sau đó mình sẽ bón toàn bộ cho cây rau, cây hoa, cây trồng ở đây. Đó, dạ. Ở đây mình sẽ không bỏ đi thứ gì hết, mình sẽ sử dụng tất cả, đã không bỏ đi. Ở làng nấm Đà Lạt thì chị Hoa là giám đốc của làng nấm cũng như các nhà khoa học nghiên cứu đã ký một cái bản cam kết, đó chính là không chia sẻ và bán nấm tươi ra bên ngoài mà chỉ bán dưới dạng nấm sấy và rách nấm ăn liền. Đó. Nấm sấy này thì được sấy theo công nghệ của Nhật, sấy lạnh, nhiệt độ dưới 38 độ C trong vòng 48 giờ.
Và nấm sấy này thì mình về mình chỉ ngâm 10-15 phút trong nước lạnh, nó sẽ nở ra như nấm tươi bình thường. Và vì sấy lạnh như thế thì nên là cái màu sắc nó gần như là được giữ nguyên, hàm lượng vitamin và chất dinh dưỡng cũng không bị biến đổi nhiều, dạ tương đương với nấm tươi. Dạ. Còn những mà ai mà muốn không muốn chế biến người nấu ăn thì có thể sử dụng snack nấm. Snack này thì mình ăn liền, ăn với bữa sáng, ăn nhẹ. Dạ. Bây giờ thì em sẽ mời gia đình mình ăn thử snack nấm. Đây là bông gòn. Và đây là mùn cưa cao su. Dùng thử, rửa tay dùng thử. Để mình vào nhà nấm mình cũng phải sát khuẩn nhá. Mình vừa ăn snack cũng như là mình sát khuẩn khi vào nhà nấm. Dạ. Mời cô trước ạ. Dạ, sau khi mà mình trộn các nguyên liệu này lại với nhau, mình đem. Đây là snack nấm Nutaki, Nutaki số 2 đấy ạ. Từ 45 đến 60. Ăn khoảng 3. Mình sẽ được một cái giá thể nó vai một bên. Khi mà mình sờ vào thì cái cảm giác nó mịn, giống như là cái lớp mùi hương. Dạ, sấy rồi giòn. Này có vị gia vị đậm á, có cái snack nấm này thì đã cầm một chút xíu đường nâu và muối hồng Himalaya. Hai thành phần này thì đều tốt cho sức khỏe của người bị gan nhiễm mỡ, mỡ trong máu, ổn định đường huyết và huyết áp. Nấm này thì mình xào nấu canh đều ngon. Và nấm này là khác với các loại nấm còn lại là duy nhất là mình có thể ăn sống được. Những ăn sống được khác với các loại nấm còn lại vừa ngoài kia. Nhưng mà mình khuyên dùng là chỉ ăn một cái lượng rất là nhỏ. Đây, cô để hai tay hái rồi. Cô để hai tay phía dưới như thế này. Dạ, để hai cái ngón cái sát vào gốc nấm. Cô ngược tay lại như thế này. Tại vì nấm ở đây sẽ hạn chế dư hưởng đất. Vì khi mà mình mang nấm xuống ăn lẩu thì mình sẽ ăn trực tiếp và không rửa. Rửa thì nấm nó không cơ. Vâng, bẻ lên bẻ xuống ạ. Bẻ lên bẻ xuống, đúng rồi ạ, như thế ạ. Và mình sẽ cố gắng lấy hết cả phần gốc nấm, chân nấm. Tại vì khi mà còn sót lại thì các côn trùng ở đây nó sẽ còn rồi giấm ạ. Tại vì tại điều kiện mùa mưa của Đà Lạt thì các con này nó bơi lại rất là nhiều. Đó thì họ sẽ nó thích ăn cái phần thức ăn của chân nấm ấy. Dạ. Dạ. Em vừa ăn xong rồi chị. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Em mời chị ạ. Thôi ăn thử rồi thôi. Mọi người thấy cũng giống gì gì ạ? Nó nóng bình thường. Giòn. Dạ có người thì bảo giống cây cù trắng và dưa hấu. Dạ giòn, giòn. Có vị khách thì bảo giống dưa leo. Đúng rồi. Không góc thì giống như nó sẽ liên quan đến là cái tên nó lại phản ánh một phần như vậy. Nấm hậu thủ này, nấm sử miệng. Nếu như các nấm này thì mình ăn vào cũng sợ điều trị bệnh luôn. Nhưng nấm này thiên về là chân hạt bệnh luôn, nấm sử miệng. Dạ, nấm này thì rất dễ thu hoạch được. Nếu như các nấm này thì mình chỉ cần 3 đến 4 tháng, cựu hoàng kim, hồng ngọc, tứ chân chỉ 3 đến 4 tháng mình thu hoạch được rồi. Nhưng nấm này phải gần 10 tháng mình mới thu hoạch, bởi vì nó mất đến 6 tháng để sợi nấm kéo kín hết cái bịch phôi này. Đây được gọi là bịch phôi. Dạ, cái nấm này thì mỗi vòng đời thu hoạch chỉ cho ra một quả thể nấm duy nhất như này. Đây được gọi là một quả thể nấm. Dạ, nấm này thì vừa chia sẻ là hỗ trợ tốt cho những người bị viêm loét dạ dày, đau bao tử. Dạ, nấm này thì mình cũng có thể hầm nấu canh, tự như hầm với đuôi bò, xương heo. Nhưng mà công dụng mà đặc biệt hơn một chút so với các loại nấm đó chính là mình có thể dùng để nấu trà. Nấu trà thì mình sẽ lấy khoảng 1 đến 2 lát này, và mình nấu với khoảng 1 đến 2 lít nước trong khoảng 15 phút thì mình có thể uống nước cả ngày. Và khi mình uống thì mình ăn hết là sắc nấm. Thì là sắc nấm này là cũng là dưa hấu, mình sẽ không bỏ đi cái gì hết. Dạ, vì nấm này là nấm quý hiếm và cũng một năm có nghĩa cũng chỉ thu hoạch được một lần thôi. Thế là mình sẽ chỉ cho du khách tham quan và sẽ không được thu hoạch nấm. Dạ, có giàu hàm lượng canxi tốt cho xương khớp và bệnh tiểu đường nữa. Nấm này thì khi hầm sẽ có vị gà. Nếu như nấm kia khi mà nấm hoàng kim xào với tỏi thì sẽ có vị bơ. Dạ, còn nấm này thì khi hầm lên sẽ có vị gà. Mỗi loại nấm thì nó sẽ có những cái đặc biệt riêng biệt khác nhau. Dạ, nấm tú chân này hôm nay thì cũng dạ cũng vẫn còn nhỏ chưa, nhưng mà có một cụm thì em cũng vẫn sẽ mời gia đình mình cũng thử cụm này. Dạ, em mời chị Tân. Dạ,
Dạ, ôm tay phía dưới. Bỡ nó rồi, dạ. Bẻ lên bẻ xuống. Dạ, bẻ lên bẻ xuống đúng rồi. Cái này chắc là dễ hơn. Bẻ lên bẻ xuống. Dạ. Nhỏ hơn cái kia. Dạ, dễ hơn. Hơi nhanh. Nấm hồng ngọc. Cái màu hồng nó cũng phản ánh là bởi vì trong cái nấm này rất là giàu kali và sắt, là rất tốt cho máu, nên cái màu hồng nó cũng đã phản ánh rồi đúng không ạ? Nấm này thì hỗ trợ cải thiện trí nhớ, làm đẹp da nữa. Dạ, có đặc biệt là tốt cho máu. Dạ, nấm này thì lại có đặc biệt là khi mà mình tẩm bột chiên thì sẽ có vị như phô mai, mà khi mà nấu canh thì sẽ có vị như cá hồi. Đó, nấm tú chân này có vị gà này, nấm kia xào với tỏi có vị bơ, nấm này tẩm bột chiên sẽ có vị như phô mai, mà khi nấu súp thì sẽ có vị như cá hồi. Đó, rất là đặc biệt đúng không ạ? Dạ, vì nấm hồng ngọc hôm nay rất là nhiều nên em sẽ mời mọi người mỗi người thái thử một thùng nấm cho riêng mình. Dạ. Vâng, bây giờ dạ vâng, cho cái cục to hả? Chị muốn lấy cục to ạ? Nó lấy cái bự. Đỡ cho. Ừ. Là nó đang đúng hả? Dạ vâng, chị hái tất cả luôn. Dạ. Được lên cục kẹt lên mẹ xuống. Dạ cái nhớ dưới rồi. Rồi, tôi cái này luôn. Cái này không có thấy bán ở ngoài. Dạ vâng, vì nấm ở đây không chia sẻ ra bên ngoài thị trường. Hay. Dạ. Rồi. Nhìn những cái. Dạ vâng, làm giống thế bẻ lên bẻ xuống. Dạ. Khó nhỉ. Nếu mà lấy được cả chân nấm thì càng tốt. Môi gì, môi gì. Môi gì. Môi gì. Môi gì. Môi gì. Môi gì. Nấm này thì có tên là Agrosibe, tên tiếng Việt là trà tân. Trà tân. Dạ, đến từ Nhật Bản. Cũng đến từ Nhật Bản luôn. Dạ. Nấm này thì hỗ trợ tốt cho tim mạch và nội tạng của cơ thể. Dạ. Ngoài ra còn có hàm lượng chất chống ung thư nữa. Dạ. Nấm này đen. Cái này có ăn lẩu được không chị? À, dạ vâng, tất cả tí nữa mình ăn lẩu. Thị trường thì mọi người đã nhìn thấy bà nấm bào ngư rồi, rất là nhiều ngoài thị trường đúng không? Bà ngư đuôi phượng thì cũng gắn liền với cái tên, bởi vì là cái hình dáng bên ngoài nó xếp giống như đuôi con công con phượng ấy. Thế là nó sẽ có cái tên là bào ngư đuôi phượng. Đó, bào ngư đuôi phượng này thì đến một trong 6 giống nấm đến từ viện nghiên cứu trong nước, có hàm lượng kháng sinh tự nhiên cao, tốt dạ, tốt cho những người mà bệnh xương khớp và bệnh gút. Dạ. Nấm này thì xào hay nấu canh hay làm snack thì đều ngon, nhưng mà ngon nhất khi mà kho chay. Kho chay tức kho một mình nó thì mình sẽ cảm nhận rõ được cái vị ngon ngọt rất rõ rệt. Dạ, làm snack thì rất là béo, giòn và ngọt nữa. Dạ. Cái nấm này thì em cũng sẽ mời gia đình mình hái thử một cụm nấm nhá. Con hái đi. Chụp cho bạn có cho đàng hoàng không chữ chết á. Nó có thể dài 30 đến 40 cm lận đúng không? Dạ vâng. Và giống như đứa này chụp cái phần tai nấm này nó sẽ xòe ra như một lá sen. Nếu như các nấm này thì yêu cầu nấu trong khoảng 10 phút, nấm hoàng kim trong khoảng 5 phút thì nấm này yêu cầu tối thiểu là 20 phút. Nếu dưới 20 phút thì mình sẽ có những biểu hiện như say nấm. Đã, như là bồn chồn trong cơ thể, rồi cơ thể nó sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đã, đó thì đó là yêu cầu đặc biệt cho cái loại nấm này, mình phải lưu ý. Hôm qua thì có một dài ăn nguy hiểm. Dạ, hôm qua cứ ngồi tụi ạ, hôm qua có một người chân dài cũng nguy hiểm. Đó, hôm qua có một anh ấy bảo là
đúng là chân dài của Phát nếu không sử dụng đúng cách là nguy hiểm đấy. Chân dài là nguy hiểm. Dạ, chân dài là nguy hiểm đấy. Đó. Dạ, nấm này thì chưa được cung cấp thông tin ạ. Tại vì đang trong quá trình nghiên cứu như thế nào. Vâng, chỉ được tham quan thôi. Quy trình trồng nấm, Hải Thủ trải nghiệm hái nấm cũng như là xuống vườn rau hữu cơ. Chúc gia đình mình sẽ có một chuyến đi vui vẻ thật Đà Lạt ạ. Rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Xin mời nhà mình sẽ để nấm vào phía bên trong.